Trước đây khi chúng ta đi khám bệnh, chúng ta cầm một xấp hồ sơ như thế này, khi mà chúng ta bỏ quên hoặc là mất hồ sơ thì rất là vất vả. Ngày nay chỉ cần một mã code QR là chúng ta đều có tất cả thông tin bệnh án, bệnh sử đầy đủ thông tin. Xin chào tất cả mọi người. Ngày nay chúng ta đi khám bệnh tại trung tâm Medix Hòa Hảo hay còn gọi là bệnh viện Hòa Hảo thì nhân viên thường cấp cho mình một cái phiếu khám bệnh, trên đó có cái mã code QR. Đây là cái hồ sơ bệnh án điện tử. Cái mã code QR này nó có chức năng là nó chứa tất cả thông tin lịch sử khám bệnh của mình, bao gồm đo tim, siêu âm, chụp phổi, xét nghiệm CT, MRI, các kết quả bệnh án của mình, bệnh lý của mình có những gì thì ở đây nó sẽ lưu trên cái mã code QR này nha các bạn. Cho nên chúng ta nhớ giữ cái mã code này cẩn thận, đừng có để cho người ngoài thấy. Các bạn chỉ cần chụp cái mã code QR này lưu vào điện thoại và các bạn có thể gửi cái mã code QR này đưa cho bác sĩ thì bác sĩ coi được online tất cả. Thì trước tiên cái hồ sơ đi khám bệnh này chúng ta sẽ có hai cách để quét. Cách thứ nhất là mình sẽ dùng camera của điện thoại mình đưa vào cái mã code QR này thì nó sẽ hiện lên một cái đường link, thì chúng ta chạm vào trên đây nó sẽ hiện ra lịch sử bệnh án, từng thời gian mình khám bệnh, những thời gian nào. Click vào đây thì nó hiện ra cái kết quả khám bệnh của mình, nó bao gồm toa thuốc, kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm, kết quả chụp X quang, thì mình sẽ lấy kết quả online trực tuyến luôn. Chúng ta không cần phải chờ đợi lấy hồ sơ giấy. Nếu chúng ta muốn lấy hồ sơ giấy thì vẫn có. Còn nếu chúng ta không có thời gian, tiết kiệm thời gian và không muốn cầm hồ sơ nhiều nó rắc rối thì chúng ta sẽ coi online trên này nha mọi người. Hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ vào Zalo, vào cái app Zalo thì nó cũng hiện lên một cái đường link thì chúng ta chạm vào, giống như là mình khai báo y tế bình thường đó mọi người. Một ít thông tin đến tất cả mọi người, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.